Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế hồng trà Mi Farm. Thì cách làm như sau, mình sẽ cho 100ml hồng trà. Hai mươi ml nước đường, rồi sau đó mình sẽ cho đá vào trực tiếp. Rồi sau đó mình sẽ đổ Mi Farm. Rồi mình sẽ cho một chút bột matcha. Và đây là sản phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào học tiếp theo.